Thành ơi, nhà có đồ ăn không? Đói quá em ơi. Có anh ơi, ở dưới hầm á, có bánh mì anh, lấy đi. Ok, gương bánh mì luôn. Ê, khoan, mày có giấu lô ly dưới hầm không? Trời ơi, đâu dám quay đâu mà lo anh ơi, lấy đi, tin em. Uy tín nha. Uy tín. Rồi, ok. Ê, xếp nãy anh em, gương bánh mì, yes sir.